Em ơi nắng quá, hôm nay 40 độ mà chị thích đạp xe lắm thì bây giờ làm nào bây giờ? Gì dễ, mình có 40 độ không đạp được. À đây chị ơi, chị chắc mới đạp xe đúng không? Nhưng không sao, em có rất nhiều phụ kiện để cho chị luôn. Hàng hè này không phải là vấn đề chị ạ. Ồ, em có phụ kiện gì chứ nào? Đây chị ơi, dễ. Chị nắng này chị đi không có bao tay làm sao mà đỡ được. Đây, bao tay bảo vệ chống nắng cho chị. 10 tia UV không xuyên qua được da của chị luôn. Mà có rẻ có 130 thôi chị ạ. Để chị xem chất liệu như nào. Có giãn các kiểu đấy chị ơi. Thử luôn nhá. Chị thử đi chị ơi. Em ơi, mát lắm. Mát lạnh luôn đây này. Em ơi, chị đi có mấy cây thôi mà tay nó rộp hết rồi, làm nào bây giờ? Đây chị ơi. Cái này thoải mái luôn. Tay tay nắm nghỉ cao su, có rãnh massage. Ôi, có 80. Còn chỗ nào rẻ hơn được nữa chị tìm hộ em cái. Đúng với cái màu ghi đông với màu xe ấy nhỉ? Tông. Vâng chị, đáp luôn chị không? Làm luôn. Em ơi, chị muốn đo quãng đường với calo tiêu thụ thì làm nào giờ? Đây chị ơi. Ui giời ơi, đồ này các bên khác bán tầm mấy trăm nghìn, 400. Bên em giờ giảm giá xuống có 300 nghìn thôi chị ơi. Đo quãng đường, tốc độ, khoảng cách, calo, đủ thể loại luôn. Chị lắp. Ok, lắp luôn cho chị nhá. Nhanh em nhá. Đây chị ơi, xe của chị xong rồi đây. Full combo, phụ kiện ngày hè này rực rỡ. Ok em. Ô, cái tay nắm này còn đỡ này. Được đấy nhỉ, em đây. Quá tuyệt vời lần đấy chị. Đấy chị test thử đi. Ok, chị cảm ơn nhá. Tổng bao tiền đấy, tổng thiệt hại bao nhiêu đấy? Thiệt hại có 500 đấy chị ạ. Full combo luôn. Full combo luôn. Nửa củ thôi. Ok, ngon đấy nhỉ. Ok chị nhá. Rồi, chị đi thử nhá.